quý vị và các bạn, cá kho là món ăn quen thuộc của người dân Việt Nam từ xa xưa, nhưng cá kho lại là một trong những món được dâng cúng gia tiên vào dịp đầu năm và ăn cùng với bánh chưng ngày Tết thì chắc rằng chỉ có ở xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Và hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ghé thăm vùng quê này để thưởng thức món cá kho cùng những nét đẹp truyền thống nơi đây. Với địa thế nhiều ao hồ và nằm ven sông Hồng, dòng sông lớn nhất nuôi dưỡng cả vùng đồng bằng Bắc Bộ, huyện Khoái Châu có nhiều món ăn đặc sắc từ các loại thủy sản. Nhưng theo các bậc cao niên nơi đây, món ăn công phu và cầu kỳ nhất có lẽ là món cá kho ở xã An Vĩ. Cá kho ở An Vĩ có từ lâu rồi mà rất ngon. Ngày xưa ấy, nhà nào cũng phải có một nồi cá kho ăn với bánh chưng. Nhưng bây giờ thì nó cũng hạn chế mà nó cũng vẫn còn nhiều. Đi xa đi gần về cũng chỉ thích ăn cái cá kho An Vĩ. Cá kho với đậu ở An Vĩ thì không thể chê được. Khâu chọn cá cũng rất cầu kỳ, phải kén chọn những con cá sông hoặc cá ở ao lớn, chắc thịt, nặng từ 5 đến 7 kg. Cá trước khi kho được ướp giềng tươi, thái mỏng, xả, thịt ba chỉ. Sau khi xếp một lượt giềng và xả đập dập, xé mỏng xuống đáy nồi, mới xếp một lượt cá đã được cắt khúc cùng thịt ba chỉ và điểm thêm một chút chuối xanh thái dày. Sau đó bổ sung các gia vị khác như ớt sừng, nước mắm chắt, nước tương và muối trắng. Quan trọng là cái kỹ thuật kho cá mà tươi, nhưng cái lửa mà chúng ta đun to quá cũng không được, mà nhỏ quá thì cũng không thể được. Bởi vì nếu như cái lửa mà nó to quá thì cái phần thịt của cá nó sẽ bị vỡ ra, nó sẽ bị nứt ra ngay lập tức. Thế còn nhỏ quá thì lượng nước nó sẽ nhiều, thì cái cá nó sẽ bị bở thịt, nó cũng không khác gì là con nọn cả. Không bén sát thì nó có thể cháy ngay, mà khi đã cháy rồi thì không thể chỉnh sửa được. Mỗi gia đình ở An Vĩ khi kho cá, tùy khẩu vị mà điểm xuyết thêm những nguyên liệu riêng. Nhưng điểm chung là cá kho phải nhiều xương, với thời gian kho từ 10 đến 12 tiếng mà vẫn giữ được vị ngon, ngọt, béo bùi và độ dai của thịt cá với hương vị riêng. Ngày xưa ấy, là kho để ăn Tết, thì quê tôi là phải kho một lồi, nhà nào cũng một lồi, khoảng độ tầm 5-6 cân. Kho từ 28 Tết đến 30 là đêm giao thừa đấy, là các cụ là để lên thắp hương. Mùng 1 là để xuống là con cái ăn, gia đình sum họp, ăn để có khí thế ngày Tết. Cái phong tục thời xưa và đến bây giờ cũng thế. Mỗi khi Tết đến xuân về, những người con xa quê như chúng tôi luôn nhớ về quê hương, luôn nhớ về những món ăn đặc sản của quê hương mình. Đặc biệt là món cá kho An Vĩ do chính tay mẹ tôi nấu. Những ngày như thế này, tôi chỉ muốn được thưởng thức lại món cá kho để nhớ về những ngày quây quần bên gia đình, nhớ về quê hương mình. Trong mâm cỗ ngày Tết ở An Vĩ, nếu bánh chưng, gà luộc, nem rán, dưa hành là những món ăn tiêu biểu của ẩm thực dân tộc, thì cá kho ắt hẳn là một phong vị riêng, một món ăn giản dị, mộc mạc mà những người xưa muốn gửi gắm, nhắn nhủ con cháu. Dù đi đâu, làm gì, ở đâu, ngày Tết, hãy nhớ về quê cha đất tổ.